em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Nhân Vlog 1989 nha. Mấy bữa nay thì mình hỗ trợ làm lọc cho rất là nhiều anh chị em cô chú mình. Hồ cá con mini nè, ba đuôi đan chu với lại chép sư tử á, mình thấy nó có một cái điểm chung mà rất là nhiều anh chị em cô chú mình thiếu nha, đó là lắng. Thì trong video ngày hôm nay, nhân tiện một người em nhờ mình làm giùm cái ống lắng á, thì mình chia sẻ lên để cho mọi người, nếu mà ở nhà hồ của mình thiếu lắng nước tầm cỡ khoảng 2-3 ngày nó bị đục á, thì mọi người tham khảo nha. Đây là mọi người, ban đầu nó chỉ là một cái ống 200 thôi đó, rất là đơn giản nha. Nhưng mà sau đó thì ở đây á là mình chế, cái này mình làm bằng tay nha cả nhà, nên là nếu mà anh chị em cô chú nhờ mình làm giùm á là tầm cỡ khoảng 2-3 ngày nó mới có. Ở đây mình sẽ đo cách nái 30 cm, một cái đường bơm vào, cái này là bơm mình để trực tiếp bên trong hồ nha, mọi người sẽ bơm vào cái phần sáng. Như đây mình sẽ làm một cái ống xả 27 để giống như 4-5 ngàn mọi người xả cái dơ đang làm, để nước của mình dâng lên. Ở trên đây anh chị em cô chú mình xài Zimax nè, đừng có xài chổi nha. Mình thấy có nhiều bạn cái ống 200 xài chổi nó giữ phân không có kỹ, xài Zimax hoặc lưới lan á đó, nước dâng lên. Bên đây thì mình khoan một cái ống 60 rồi mọi người theo trả qua cái dòng lọc tràn hoặc là dòng Paki. Thì đối với là những cái mẫu tầm cỡ khoảng 500, đặc biệt là hồ bảy kính á, anh chị em cô chú mình để ở phòng khách á, thì mình làm cái ống 200 này nè, nó sẽ đẹp và cái hiệu quả của nó mang lại tương đối cao nha. Tại trong cái thời gian vừa qua mình hỗ trợ cho nhiều anh em rồi, mọi người khi mà sử dụng cái ống lắng này á, nước trong hồ của mình trong hơn. Thì thay vì tầm cỡ khoảng 2-3 ngày nó bị đục, bị vàng, bị xanh, thì khi mà có cái ống lắng này á, tầm cỡ khoảng 2-3 tuần mọi người mới vệ sinh một lần. Tại vì khi mà bơm vào đây nè, cái khoảng trống dưới đây nó giữ phân rồi. Cái này mình đi đường ống 60 luôn. Nếu mà bơm anh chị mà đi ống 21 hoặc là 27 á, mình cho lên 60 để khi mà vào nó sẽ nhẹ nước, nó không có bị cái tình trạng là dội á, cái phân của mình không có bị nát và nó hạn chế ở cái mức thấp nhất là nước của mình bị vàng bị xanh nha. Rồi trên đây mình để Zimax. Anh em có xài cái đèn UV thì bỏ vào trong cái ống lắng này luôn. Đó thì đây là cái tác phẩm mà mình vừa mới làm xong dùm cho một người em của mình. Thì một tí mình sẽ đi gửi cho em của mình. Đó, mình chia sẻ lên để cho anh chị em cô chú nào hồ của mình không có lắng thì mọi người có thể là tham khảo mình thiết kế cái ống lắng nha. Còn nếu mà anh chị em cô chú mình không có dụng cụ hoặc là làm nó cực quá thì có thể liên hệ là bên Nhân nha, bên mà mình sẽ thi công cho cả nhà tầm cỡ khoảng 4-5 ngày là mọi người sẽ nhận được thôi. Đây, nói chung là khá là công phu với cả nhà, khoan nè, đục tất cả các cái tầm cỡ khoảng thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng 2-3 ngày mọi người nhận được nha, ở tỉnh thì tầm cỡ khoảng 4-5 ngày. Mình xin phép kết thúc video tại đây nha, mong rằng video này của mình sẽ giúp ích được cho nhiều anh chị em cô chú mình đang nuôi cá coi bể kính hoặc là hồ mini mà gặp cái tình trạng nước vàng nước do là mình không có lắng, thì mọi người có thể là tham khảo cái ống lắng 200 nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất nha.